Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách làm Airdrop nhận được 500.000 đồng token Mulocker ký hiệu MLC nhé. Số thông tin về đồng token này, số tổng vốn phát hành là 1.000 tỷ, đã có 521 tài khoản holder và phát sinh 687 nhà giao dịch. Giờ đầu tiên các bạn chơi vào phần link website Clam Airdrop nhé, link truy cập website mình được dùng đưa một tạo không đâu nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm thứ hai những người dạy trên trang bước một, các bạn sẽ chắc chắn các bạn có thể sử dụng copy contact ở đây. Sau đó các bạn sẽ ví tên tầm mắt vào chỗ đó nhé. Các bạn thêm được chi tiết phần này vào thì ở đây mình đã thêm rồi thì nó sẽ ra như thế này. Sau khi đã thêm được địa chỉ tài khoản vào ví thì các bạn quay trở lại website clamairdrop.net thì tìm kiếm thêm những cái link gọi lên để nhận token. Đó yêu cầu kết nối với ví các bạn đã tiếp theo và nhập kết nối vào. Chương trình Airdrop sẽ kết thúc vào 31 rồi đấy. Bạn cần làm các bạn thử phần này, bạn mua thì không được. Bước vào này nha. Website hơi chậm nên các bạn hãy đơ đi, các bạn chờ một lát các bạn mở nút vào Clam Airdrop nhé. Ví ra là 0.00923 lệnh đây. Đây là đây, các bạn nhấp xác nhận giúp mình. Các bạn có thể gặp thường xuyên theo dõi website Clam Airdrop.net để cập nhật những dự án mới khiến và thưởng token mới nhất trên nền và lệnh smart chain nhé. Ngoài ra trên đây còn nhiều sàn khác các bạn có thể vào đây làm việc để giao dịch như tiền điện tử và liên bang nhập máy C ở Việt và một số sàn nổi tiếng khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách làm để nhờ được 5 triệu đồng token MLC. Bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.